Vâng, điểm máy Minh Tiến xin chào bà con nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bà con những cái dòng sản phẩm máy ép mía của bên mình nhé. Thì hôm nay ở đây mình có 4 mẫu sản phẩm này, thiết kế kiểu dáng khác nhau nhưng mà đều có chung một cái đặc điểm là sử dụng 3 quả lô to, motor chạy dây Gura, có công tắc đảo chiều. Thì đây là những cái dòng máy mà ép nhanh và ép khỏe và được những cái dòng máy được bà con tin dùng nhất nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ có 4 cái mẫu thiết kế kiểu dáng khác nhau này cho bà con lựa chọn này. Đây, đầu tiên này. Đầu tiên bà con nhé. Đầu tiên là đây là chiếc máy ép mía cộc, tức là nó chỉ có bộ phận motor ở phía dưới này và phần lô này. Đấy, nó chỉ có công dụng ép mía và có bánh xe đẩy luôn, rất là gọn. Đấy. Phù hợp cho các bác nào mà chỉ cần công dụng là ép mía thôi, nhanh khỏe. Còn cái máy này là máy bàn thùng nhá. Thì như cái máy kia nó thiết kế một cái thùng như đây để bà con đựng một vài cái mía hoặc là đựng ở cốc. Và cấu tạo của cái máy này á thì có thêm một cái bộ phận gọi là cái thùng. Thùng này là đựng được các cái đồ cơ bản như kiểu cốc chén nhá, bà con có thể đựng ở trong đây. Bên này là phần động cơ và hưng mía này. Chi tiết thì lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu nhá. Còn đây là cái mẫu tủ kính. Mẫu tủ kính này thì vẫn là một bên cái hệ motor và lô ép mía bình thường, nhưng mà ở đây thiết kế cái tủ kính từ dưới lên này. Tủ kính từ dưới lên thì rất là bắt mắt nhá. Khi mà để mà trưng bày thì bà con có thể để vòi vào cốc, bỏ đồ cơ bản ở đây, rất là đẹp. Cái máy này rất là đẹp này. Còn một cái mẫu sản phẩm nó to hơn là cái tủ kính phía trên, chỉ làm phía trên thôi, nhưng mà ở dưới vẫn là có thùng nhé. Ở dưới có thùng này. Ở dưới vẫn có thùng đựng. Đấy. Tức là nó một nửa trên là kính và nửa dưới là thùng nhé. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu về chi tiết một cái cấu tạo về ép mía. Đầu tiên là cái phần thiết kế đấy này bà con nhá, phần dưới này là motor này, đều có bánh xe di chuyển này, phần lô này. Ở đây là hệ thống hộp số này. Đây, mình sẽ giới thiệu chi tiết cho bà con về cái cấu tạo của cái máy này. Đây. Đầu tiên nhé. Đầu tiên thì cấu tạo là ở đây là có công tắc đảo chiều bà con nhé. Tất cả các máy móc đều có công tắc đảo chiều. Mình quay sang bên phải đây là ép mía này. Quay ở giữa đây là rừng này. Quay bên trái đây là mía tơi trở ra nhé. Ví dụ mình không ép mía được thì mình tơi mía trở ra. Đó, thì đây là thiết kế rất là thông minh nhé. Chống nghẹn nhé. Đây là thiết kế chống nghẹn bà con nhé. Còn về hệ lô này, hệ lô thì được thiết kế cái miệng mía vào thôi. Nó rất là an toàn cho người sử dụng. Cái tay hầu như là không thể chạm được tới lô. Cho nên là đây là thiết kế rất là đáng tiền nhé, an toàn cho sử dụng. Và cái lúc mà bà con vệ sinh máy á, thì bà con thể dơ cái này ra. Đấy. Ở phía trong là nó thiết kế được 3 quả lô này, 3 quả lô to. 3 quả lô to này có chức năng là ép mía rất là nhanh và khỏe. Khỏe hơn những cái loại mà lô nhỏ motor giảm tốc nhá. Đầu tiên là 2 quả lô này chức năng là phá mía. Khi mà mía ở đây sẽ phá này, phá mía này. Tiếp theo sang đây là sẽ ép mía kiệt này. Đây khe rất là nhỏ này. Đấy, nó ép kiệt mía. Chỉ ép một lần một là sạch nhá. Ép duy nhất một lần nhá. Thì bình thường chúng ta ép mía thì nước mía sẽ qua cái máng lọc ở đây. Ở đây có cấu tạo máng lọc này, có cái máng lọc mà bà con thấy chưa? Vệ sinh thì mình cũng tút ra mình vệ sinh thôi, tút ra là hết nhá. Đấy. Thì nước mía sẽ theo chảy xuống đây. Trong ngăn đây có cái lỗ đây, bà con đựng cái ca trong đây thì nó bỏ trường hợp hứng bên trong rồi, rất là sạch sẽ nhá, chống đổ nước mía đổ ca. Đấy, bà con ép bên trên và bỏ một cái ca bên dưới là sẽ hứng nhá. Đây là cái vòi chảy của nó này. Đấy, còn phía dưới đây nữa là động cơ nhá. Động cơ này thì mình lắp motor 1,5 kg. Điện yếu thì chúng ta sẽ lắp motor 1,1 kg và mình đảm bảo motor 100% lợi đồng nhé. Đấy, chạy rất là êm khỏe, nhanh khỏe. Và một cái chi tiết nữa là cái máy này là sử dụng chạy dây Gura bà con nhé. Chạy dây Gura này nó nhanh hơn những cái máy chạy xích và khỏe hơn cái chạy xích nhá. Đấy, đây là lắp bảo vệ. Đây, chúng ta cùng tham khảo lại một vài cái mẫu máy nhé.
tất cả các máy đều thiết kế ở phía trên là lô và motor theo một hàng. Thì đây là máy cộc này, đây là máy bàn thùng này, đây là máy tủ kính từ dưới lên này, và đây là máy nửa thùng nửa tủ kính nhá. Đấy, bà con xem xét chọn cho mình một cái loại máy mà phù hợp với điều kiện sử dụng của mình. Thì có 4 mẫu đây mà cho bà con sử dụng nhé, vừa ép nhanh vừa ép khỏe. Đấy, chi tiết mua hàng thì bà con có thể liên hệ với mình qua điện máy Phúc Minh Tiến nhé, địa chỉ là Cầu Bùng, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An, số điện thoại là 0988182789 nhé. Rồi, xin cảm ơn bà con.